Kính thưa quý vị, chúng ta đã bước sang phần cuối cùng của buổi thánh nhạc mừng Chúa Giáng sinh năm 2021. Mặc dù hiện tại chúng ta đang ở nhà, nhưng thì giờ này chúng tôi muốn được mời quý vị chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng tiếp tục tôn vinh Chúa với bản thánh ca Ô Noel lại về và mừng anh vui Giáng sinh.